Hai chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game Auto Chess Movie nha. Ok. Ui da. Heaven Bummer là hợp lý. Khỏi nói nhiều. Rồi. Ây da. Sau khi mà update mới thì hình như cái mùa của chúng ta cũng đang còn đâu khoảng gần cũng sắp hết mùa rồi. Wow. Cũng cái mùa này rồi cũng có nhiều thay đổi đấy, nhiều thay đổi gớm đó nha. Nhiều thay đổi, rất là nhiều thay đổi, nhưng mà mình đánh giá cao cái việc là làm mới bộ trang bị của nhà phát hành, mình đánh giá rất cao. Mặc dù là mình đánh giá cái năng lực làm mới của cái nhà phát hành thôi, là nó chịu làm mới, nhưng mà còn cái việc đó làm mới có tốt hay không á thì chưa chắc. Tại cái bản này nó làm nó hơi thiên về phép quá. Nó hơi thiên về phép quá đi. Cho nên những cái trang bị mà đam thường á thì nó bị lép vế quá nhiều. Cho nên là nói chung á, mùa sau chúng ta cũng sẽ đón nhận thêm, đặc biệt là mình đang chờ một con tướng mới. Con tướng mới này thì mình cũng có nghe thông tin ở trên nhóm kín rồi. Hình như là một con cũng dạng là kỹ năng. Cũng một dạng là con có kỹ năng chứ không phải là cái đam nội tại. Hình như vậy, là có thời gian hồi chiêu đó, nhưng mà bây giờ chưa có nhận được hình ảnh, nhưng mà mới leak được cái thông tin thông số thôi. Cho nên là có hồi chiêu đó, mà còn bây giờ thì không biết cái bộ nó là như thế nào. Khi nào mà mình gọi là kiểu như mà mình nghe được cái bộ nào đó thì mình sẽ mình sẽ kiểu báo cho các bạn sau. Chứ còn bây giờ thì chưa biết cái bộ đó. Tại vì thường ở trong nhóm kín này nó ra thông tin rất là sớm, nó leak ở đâu đó thì mình không biết, nhưng mà hình như là nó leak ở trong thông tin nó rất là sâu ở trong cái đó, cho nên một số thông tin nó leak rất là sớm. Có thể là nó bây giờ là mình biết thông tin sẽ ra tướng mới nè, nhưng mà một hai tuần sau, một hai gọi là mùa sau luôn á, một hai tuần rồi á, sau khi mà bắt đầu mùa giải mới rồi á, thì một hai tuần sau thì chúng ta mới nhận được cái thông tin từ nhà phát hành. Nó còn hơi lâu. Cho nên bây giờ thì mình chỉ nhá hàng cho bạn vậy thôi. Đón nhận mà phiên bản mới chắc chắn là một con tướng mới. Mùa mới chắc chắn là một con tướng mới, nhưng mà không biết là khi nào thôi, sớm hoặc trễ. Còn chỉnh sửa bộ á, thì có vẻ như là từ đây tới đó sẽ chỉnh sửa bộ liên tục luôn. Rồi rui. Có rui là đẹp rồi. Giờ cứ vô vậy là vô đây cặp vậy là thấy ngon rồi. Hai sao rui nó dễ lên mày. Nè bây giờ này về này vô là hiệp thứ tư, thằng nào mà ngon bằng mình nói thẳng với bạn vậy luôn. Được thì mình thích á, mình cho nó lên một cái trống luôn, nhưng mà thôi. Không cần. Cái đó nó hơi bị cực đoan quá. Cái này mình cho cái con này nó đẻ nhanh thôi. Nhưng bây giờ còn có 30 điểm nha bạn. 30 điểm thì cũng lâu để hồi mana lắm nha. Chứ không phải dễ đâu, nhưng mà mình 2 sao. Tóm lại là 2 sao là thấy khỏe rồi. Chưa cần biết là như thế nào, nhưng mà thấy 2 sao là thấy cứng. Hai sao thấy cứng rồi, mà hai con vô hiệp thứ tư gầm hai con hai sao bài xanh đấy, bài xanh đấy, ôi chà ghê đấy. Mua con này up level để vô với ba goblin, đúng rồi. Hai con ra đó tiền ở đâu mà mua, sáu tiền ở đâu ra mà mua con rẻ nhất thôi để up level lấy ba goblin với lại hai cái này, ngon. Nói chung là giai đoạn đầu khởi đầu mà có hai sao là thấy ổn rồi. Đặc biệt là nếu mà có goblin nữa, goblin là bạn biết giai đoạn đầu á, một là sao con tướng nó rẻ, hai là sao cái chiêu búp của nó rất là trâu. Hy vọng là chúng ta sẽ nhận được một cái búp vô con hai tiền hai sao của chúng ta là chúng mình là cảm thấy chắc thắng á. Vô búp một cái là chắc thắng à. Dễ gì, nhưng mà thôi không sao hết. Ok, ấy à, này thì là, ôi nói chung là cũng ghê đấy chứ bộ, nói chung là cũng khá đấy, cũng khá vội vã đấy, ấy à, rồi ok thắng là được, rồi bây giờ có cặp hai bên bơm mơ hai sao luôn đi, không có thôi mua con sâu cũng được, mua con sâu để gọi là lấy lợi thế không ta, bà đi siêu đẻ ta. Rui đi siêu đẻ cũng được. Rui đương nhiên là nếu mà bạn đi siêu đẻ mà nó không có rui thì nó bị mất đi 50% sức mạnh. Đi siêu đẻ là phải có rui, có con cây hai tiền, giá trị của siêu đẻ nó ở đó.
Còn hồi đó siêu đẻ còn đi được gấu, gấu bốn tiền, gấu bốn tiền hồi đó là còn cái RO, cái RO để vô đẻ hai gấu, đẻ hai gấu đó là bá đạo mẹ luôn, còn gì đúng không? Còn bây giờ thì gấu bốn tiền nó không còn đẻ được hai gấu nữa, mà nếu mà RO thì nó sẽ hồi chiêu, quên, nó bơm máu thôi, vậy thì cũng chưa ngon. Hồi đó đẻ được hai gấu đúng kiểu là bạn thấy một con gấu ba tiền, bây giờ nó càng, quên, con gấu ba sao nó càng ác luôn. Và hồi đó hai con như vậy thì bạn nghĩ đi, để nó lên trước nó càng cho thì đúng kiểu nát bét mẹ luôn. Rồi cái đằng sau con hai tiền thì cứ đẻ liên tục, họ chiêu nó nhanh mà. Họ chiêu nó nhanh mà cứ đẻ liên tục, còn hai con gấu đằng trước thì càng, trời đất ơi, giống như là ý trời, hai con bọ cạp nữa nè bạn. Hai con bọ cạp nó không biết sao chứ đi siêu đẻ mà nhìn vô thấy cái bài đi như vậy thấy mừng dễ sợ luôn. Tại sao được được chút bỏ bọ cạp hai vô đi Inchester được hợp lý luôn chứ, quá tuyệt vời. Tại bạn sao cái máu chó, cái máu chó là cái trang bị dởm của cái trứng mẹ, mà cái trứng mẹ thì sao, là nó cộng một cho Inchester của bạn. Bây giờ mua Inchester vô đây thì chút xíu nữa là để cái trứng mẹ vô thành bốn Inchester. Ôi chà, thơm ngon từ thịt, ngọt từ xương liền, đúng chưa? Cái trứng mẹ, nói chung cái trứng mẹ là một cái trang bị mà rất là đặc thù, anh em đi những cái bộ đặc biệt thì mới lên đó. Ví dụ giống như là cái máu chó thì cũng vậy, cái máu chó đâu có, bạn chỉ sử dụng cho những cái team mà có summon là triệu hồi những con nào ra đó thì mới sử dụng cái máu chó thôi. Chứ còn không thì đâu có ai sử dụng cái đó. Thì rồi cái trứng mẹ là sao, cái trứng mẹ một là bạn đi Inceptor, hai là bạn đi theo dạng cái team triệu hồi thì bạn mới lên cái trứng mẹ thôi, chứ còn không đâu ai lên cái trứng mẹ làm gì, đúng chưa? Rõ ràng cái đó là rõ ràng như vậy, nó là một trang bị cực kỳ đặc thù luôn, là chỉ đi những cái bộ đó thì mới lên đó thôi, còn không đi cái bộ đó thì không có lên cái đó. Nó không phải là một trang bị thông dụng. Thí dụ trang bị thông dụng là gì nè, trang bị thông dụng là thằng nào đi cái gì sẵn cũng được. Thí dụ như là cái búa xét thằng nào đi cũng được, đi sát thương vật lý đi được luôn, đi sát thương phép đi ok luôn. Tại sao? Hồi mana nó nhanh, hồi mana nó nhanh, đánh cái búa xét hồi mana rất nhanh. Nếu bạn cần thiết thì bạn có thể sử dụng cái búa xét để hồi mana cho con tướng rất ok luôn. Đó rồi là cái đó là con nào dùng cũng được hết. Mà tăng thêm sát thương tay với lại thêm cái dạng là theo kiểu là nếu bạn đi phép thì cái búa xét nó có một cái lợi thế là sao, là bạn trừ kháng phép của đối phương đúng không? Nếu bạn trừ kháng phép của đối phương, cái giật xét của cái búa xét nó lại gây nhiều đam hơn, nó lại gây nhiều đam hơn, cho nên là nó tẹp cho cả hai hai team luôn, team phép với lại team vật lý đi đều được cái đó hết, có tóc đánh là ngon. Chứ còn cái trứng mẹ là hiếm hiếm, cái máu chó với cái trứng mẹ là gần như là một là bạn phải đi team siêu đẻ hay là team Inceptor thì bạn mới lên, còn không không ai lên hết. Cái Kira đó bạn, cái Kira quát đó, cái dòng cổ Kira đó, cái đó nhiều bạn nói cái đó đi Kira mới lên, không có. Nói vậy nè, nó trừ giáp với lại kháng phép của bạn đúng không, nó cộng một Kira nhưng mà nó mang lại một cái hiệu ứng hồi máu theo phần trăm mỗi giây. Theo phần trăm mỗi giây, nếu mà bạn đi một cái team trì trạc mang lại một cái hiệu ứng hồi phục lớn như là con sao rạc laser đó, bạn gắn cái đó vô đi, bạn thấy cái con sao rạc đó, nó chấm máu mà nó đứng im luôn, cái vạch máu của nó giống như là đứng cứ ngắc ngay chỗ đó luôn, năm sáu đứa quýnh nó mà không nhầm nhò chứ. Tại sao nó hồi máu nó mạnh, cái hồi máu với lại cái hút máu của nó nhiều mạnh tới mức mà nó cái năm sáu đứa bao quanh nha, con sao rạc laser đứng im nha mà giống như là nó đứng cứng ngay chỗ đó luôn, cái vạch máu không tuột xuống được mà chỉ cần xíu thôi là chết đó. Nhưng mà nó dính lại ngay đó luôn. Tại sao nó mang lại một hiệu ứng hồi máu rất lớn nhưng mà nó giảm giáp với kháng phép, nhưng mà không sao, giáp quơ lo được, kháng phép đồ lo được. Bây giờ chúng ta đi đồ kháng phép đâu có nhầm nhò, một cái vực thẳm thôi búp cho toàn team của bạn là đơn giản luôn, một cái vực thẳm thôi, mà một cái vực thẳm á 50% 50% kháng phép thì mình nghĩ đi, đâu có phải là cái dạng vừa, đâu phải là cái dạng vừa đâu bạn, thấy không? Nó là cái dạng dữ đó chứ không phải giỡn đâu, cho nên là cái việc mà trừ giáp với kháng phép không nhầm nhò, không nhầm nhò gì hết. Sao rạc laser cover được hết luôn, đưa cái kia ra quát cho bạn thấy. Mà bạn nên nhớ nha, cái thằng sao rạc laser á, máu nó càng thấp hồi phục nó càng cao, máu nó càng thấp kháng phép nó càng cao. Thấy chưa, đưa cái Kira vô là đúng luôn, mặc dù nó không đi Kira nha, mặc dù là không Kira
nhưng mà đưa vô nó vẫn ngon đó, thấy không? Lên cái máu chó, lên cái máu chó thì chỉ có cái con đó mới lên cái máu chó thôi à, chứ cái mấy con khác đâu có lên làm gì, đúng chưa? Không, không có triệu hồi lên máu chó làm gì, chỉ có những nào con nào triệu hồi ra những con khác á thì cái máu chó nó mới có tác dụng. À, cái máu chó mới có tác dụng, cho nên đó là cái máu chó nó rất là đặc thù. Đưa cho con này mà hên một cái là sao, trứng mẹ với máu chó được à, không biết quên nữa. Mà máu chó không không biết là nó có được bóp sức mạnh không, hình như là trứng mẹ mới được bóp, còn cái máu chó thì còn nguyên, không có được bóp sức mạnh thì phải. À, theo mình nhớ là vậy, hình như cái trứng mẹ mới được bóp. Đúng rồi, cái trứng mẹ mới bóp bạn ơi, còn cái máu chó bình thường. Cái trứng mẹ thì được tăng từ mỗi thứ 10%. À, mỗi thứ 10%, từ hồi đó là tăng máu với lại sát thương. À, tăng máu với lại sát thương, bây giờ tăng mỗi thứ thêm 10% nữa. Nói chung 10%, bạn nghĩ cái con tướng triệu hồi nó không nhiều, nhưng mà nó cũng có hiệu quả bạn, ít hơn là nó không tăng cái gì. À, 10% thế vậy chứ tới công chuyện dữ lắm nha. Ừ, tới công chuyện dữ lắm luôn á. Có 10% thế vậy chứ vô cái mà cái tình huống mà cần thiết á, 10% máu, 10% sát thương là một cái gì đó nó kinh khủng luôn á chứ bộ. Cho nên là tăng vậy cũng khá ổn, lên được cái trứng mẹ rồi thì nó đã tăng được khá là nhiều rồi. À, mà nên nhớ nha, cái trứng mẹ với cái máu chó này có thể tệp với nhau được nha bạn, là bạn có thể đi một cái trứng mẹ xong rồi kẹp thêm một cái máu chó nữa. À, tại vì cái nội tại của cái này nó không giống nhau. À, cái nội tại duy nhất nó không giống nhau. À, thì nó sẽ tệp với nhau được, là ý là tệp với nhau là sao, là nó cộng cả hai vô á. Như vậy thì con triệu hồi của bạn nó sẽ được ngon hơn nữa. À, ngon hơn nữa, nhưng mà dư đồ thì hãy lên nha, chứ còn mà bỏ những đồ khác để lấy hai cái đó thì nói chung với con triệu hồi nó cũng không, nó cái dạng là nó không có nó cái sao ta, kiểu nó sao cho dễ hiểu, cái dạng giống như là nó cũng không có ăn tiền lắm á. Thì nó triệu hồi thì có đông vui trừ máu đối phương chơi chơi vậy thôi nha, chứ còn mà lấy đồ để lấy, bỏ đồ khác để lấy nó thì nói chung là một nước đi nó cũng hơi mạo hiểm. Rồi ok luôn, bài của mình thấy đơn giản mà, không vô đơn giản phải đái luôn, vô cái một cái hai con hai sao, cái bây giờ là thành bốn con hai sao, cái lên về mày đó lên một con ba sao nữa nè, thấy chưa? Setup đơn giản thôi. Setup đơn giản thôi chứ đâu có gì đâu, có chuỗi thám đó. Bây giờ đưa lấy hai giả thú lại tiếp tục siêu đẻ, tại vì cái con cây của mình là cầm cái tù và rồi. À, cái trống thì nó búp cho toàn team. Mấy con xung quanh, mà con xung quanh con nào cũng xài mana hết. Con xung quanh con nào cũng xài mana hết đó, cho nên là búp hết đi. Nó hồi mana cho team như vậy ngon lắm, với một cái team mà bạn mà đi siêu đẻ, bạn lên cái tù và là hợp lý nhất luôn. Tù và hoặc là cái trống là ngon nhất luôn, tại bơm một cái là nó có mấy thằng kia nó có. Nhiều bạn nói 30 mana có bao nhiêu đâu, không ăn nhầm, không nhầm nhò thì đúng vậy. Nhưng mà 30 nó vẫn là 30, chứ nó không có, nó khác biệt với lại không là nhiều lắm nha. À, bạn không có điểm nào, với bạn có 30 điểm khởi đầu là cũng tới công chuyện lắm mà. Nó khác biệt dữ lắm. Cho nên là đừng có thấy mà ít mà chê, đừng có thấy anh nhỏ mà chê. Em mốt anh giàu đừng có mê nha em đó, cho nên là bạn đừng gọi là sao, kiểu như cái gì quên rồi, trong phim hay nói nè. Cái gì mà quên rồi. Cái gì mà cái TikTok hay cái gì mà quên rồi. Mày làm sao biết sau này người ta sẽ trở thành ai mà bây giờ mày dám ức hiếp người ta hả? Cái đó kiểu giống như vậy mà đúng kiểu vậy luôn. Đó, bây giờ cặp như vậy cũng được, để coi. Insister là thấy rõ luôn á, Insister đi thấy rõ luôn á, ra hai con bò cạp là thấy màu Insister dữ lắm luôn rồi. Ra thì mình chưa gì hết là mình nhìn thấy hai con bò cạp ra chung một lượt nha, là mình thấy rồi, đây rồi. À, đây rồi. Windranger vô này khá mạnh. Windranger vô này khá mạnh tại vì nó có một cái CC nữa. Hồi đó Windranger đâu có mang hiệu ứng khống chế đâu. Bây giờ thì con Windranger nó mang hiệu ứng khống chế là trói nữa, rất là ngon. Rất là ngon, nói chung là mình đánh giá rất cao của Windranger lúc này. Đánh giá rất cao nha bạn, nhưng mà trong bộ Hunter bây giờ á, nếu đi được á, thì đi, chứ còn bây giờ đi kêu đội hình khác mà kẹp nó á, chà. Khoan đã, bây giờ chúng ta thông minh hơn nè. Chúng ta mua con Reaper vô làm sao? Để chúng ta để chúng ta có 3 mech thắng á, chúng ta được cái xoay miễn phí. Đó. Trời đất ơi. Bài này đi siêu đẻ nó ngon hơn đi goblin.
goblin chút xíu nó kiếm hâm tiền không ra là ăn cớt, bài này đi siêu đẻ chút xíu nữa là mình đi được Inceptor chút nữa là ngon lắm luôn bạn ơi. Được, để mình lâu lâu mới đi được trận Inceptor chứ bộ đâu phải dễ đâu bạn. Lâu 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 bài nó mới hước nghiệp cỡ này chứ bộ muốn gì muốn đi là đi hả? Dễ gì bạn? Dễ gì? Nhiều khi kiếm một trận Inceptor khó còn hơn là đi một cái trận mà kiểu giống như là nè mấy cái bộ đội hình khác là nó khó lắm nha, tại vì hiếm người ít. Gần như cái bộ Inceptor này hoàn toàn không nằm trong cái top tỷ lệ chọn, nằm trong những con tướng có tỷ lệ chọn thấp nhất game này luôn. Nó kinh khủng vậy đó. Chỉ có con Venom là một trong những con mà có tỷ lệ chọn khá khá cao. Khi tại vì về cuối con Venom nó mang lại cho mình một cái Kira hoặc là mang lại cho mình một cái Warlock, thì cái con Venom mới là con được rất là nhiều, được nhiều người chọn hơn thôi. Chứ còn Inceptor thí dụ như con bò cạp, bạn không đi Inceptor thì ngoài Assassin ra mà cãi cả có đi Assassin mình cũng không có lấy con bò cạp nữa. Nếu mà mình trừ khi là mình đi chính Assassin Real thì mình lấy con bò cạp này mang hiệu ứng khống chế cũng ngon. Còn con Thorn Raider này, con Thorn này á, nếu mà mình máy nó ra đó, chứ còn không thì mình không kiếm, tại vì Assassin á là một trong những cái team mà nó rất là đông dân. Có khi nó còn chưa ra 4 tiền nữa mình đã lên được chính Assassin rồi. Cho nên là con Thorn này cũng hiếm, hiếm có mà đi. Bò cạp thì thường nhìn thấy nhiều hơn, nhưng mà con Thorn này hiếm, nếu có thì đi được, nhưng mà tại sao nó mắc tiền, nuôi nó hơi tốn tiền. Nuôi hơi tốn tiền, dạng người mẫu mà nuôi cũng hơi tốn tiền, cho nên là cũng hiếm người xài. Nếu mà có thì mình biết sao, nếu mà thôn đó thì mình sẽ tận dụng, biết sao, nếu mà team bên kia có sát thương vật lý lớn mình lấy để mình tận dụng cái xe phản đòn của cái gai của con này để cố gắng là làm cho đối phương mang hiệu ứng khống chế. Nhưng mà thôi nói chung là cũng hên xui. Rồi bài thằng này xấu quơ ác vậy ta, khó nha. Ôi xấu quơ không, xấu quơ khỏe nha bạn. Nếu mà giờ đi, nếu mà quơ bài mình đi siêu đẻ là mình cũng ớn quơ lắm, tại vì mấy con siêu đẻ của mình nó cào cũng không thấm á. Berserker 2 với bộ Berserker 2 với bộ đó bạn thấy chưa, hên quá. Có heo mình mờ mờ đứng đây húp được cái chuỗi không ta? Ê quên, hậu đâu có cái chuỗi đâu đâu ta, mà sao nãy thằng kia có cái... thôi kệ, mình có chuỗi 11 cũng được. 8 luôn, đúng rồi 8. Bây giờ để cái gì vô đây mới là vấn đề. Để bồ cạp vô vậy chúng ta chỉ có hai Inceptor thôi. Hai Inceptor thì coi phải bên trên nó có giống nhau hay không, chứ Inceptor nó giống nhau không nhầm nhò nha bạn. 4 Inceptor thì Inceptor giống nhau mới có ăn tiền, chứ còn mà hai Inceptor thì nó không có ăn thua, trừ khi là bên trên mình có. Nhưng mà để vô cho có hiệu ứng khống chế thôi, mang thêm hiệu ứng khống chế. Nói chung là con bò cạp này nó lướt cũng đẹp á, với lại skin nó đẹp. Skin này skin đẹp nha. Một trong những skin mình rất là ưng ý con bò cạp luôn. Còn con bò cạp mấy cái skin khác nhìn chán vậy đây, đúng kiểu là chán luôn á. Con bò cạp này là một trong những cái skin của con bò cạp mình đang có, là một trong những cái skin mà mình đánh giá rất cao của con bò cạp luôn. Bạn để ý đi, có những cái nhà phát hành nó có một cái gì đó rất là lạ, là nhiều cái skin ra rất đẹp luôn nha, mà nhiều cái skin sau lại ra là rất xấu luôn. Kiểu nhìn vô là không có xíu cảm tình nào luôn á. Nhìn vô một kiểu không có xíu cảm tình nào luôn, kiểu giống như là mẹ cái có này. Bây giờ mình đưa con mèo vô là thay con Reaper, chúng ta sẽ có ba sâu. Chúng ta sẽ có ba con sâu, ba con sâu này nó sẽ giải quyết được khá khá đây rồi. Cây ba luôn là đẹp nha, hay là lấy cây khoan không, cây ba đi từ từ không, mình biết sao mình tính lấy một con vô nữa mình thành ba con cây hai. Ba con cây hai cũng không có ngon đâu bạn, con cây ba nó ngon hơn. Còn nếu mà bạn nào mà ghê hơn nữa là bạn biết gì không, bạn đi con cây hai con cây ba thêm mèo vô là thành ba con cây ba được nha. Nhưng mà cái đó là bạn phải chấp nhận là bạn lấy ra bạn roll rất là nhiều để kiếm, nhưng mà cũng hên xui, cũng nói chung là cũng không biết là có lên được hay không á. Nhưng mà mình đã từng thấy có, mình đã từng chơi luôn rồi chứ, mình đã từng chơi cái đội hình siêu đẻ đó rồi nè bạn, thấy không, team siêu đẻ nè. Mình không cần biết cái gì nha, chứ mỗi lần thắng mà nó còn một đống vậy là nhìn thấy mười mấy máu không à, tụi kia chắc nó cũng thốn như lắm. Mỗi lần mình thắng cứ có một đống vậy đó. Kiểu này là mình đẩy vô tới chết luôn, bài mình đang xanh nữa chứ, bài mình đẩy vô nó khóc thét luôn nè. Có bò cạp nè, chút xíu lỡ như mình đi bốn sector để bò cạp vô đằng trước
bò cạp mà chết một cái thì ô chà, triệu hồi lên 3 sao, 3 tiền 3 sao. Triệu hồi sau 3 cũng được, hoặc là triệu hồi chính nó 3 sao cũng vừa vừa đủ nữa, không có cần đụng tới 4 tiền. Thôn với lại con nhện nó khỏi cần thiết. Triệu hồi con nào chết cũng được hết, triệu hồi cứ bò cạp 3 với lại con sâu 3 đóng cho mình. Bò cạp 3 nó lướt cho thì đúng kiểu là mẹ nát hết người, còn sâu á bạn mà không giết nó lẹ đó, nó đẻ ra một lần hai con đó bạn. Chỉ cần hai phát thôi, bốn con sâu nó bắn bạn thì đúng kiểu là mẹ mình điên người luôn. Bốn con sâu nó bắn bạn vừa làm chậm vừa sát thương đủ thứ các loại nè, coi là cứ một lần vậy nè, mỗi lần thắng 20 máu, trời ơi, 17 máu, 20 máu không, cứ vậy đó. Hỏi sao nó không đi lẹ, 20 máu là nếu mà đụng mình 5 lần mà mỗi lần 20 máu vậy là bốc màu đó, đó bốc hơi đó, đó. Bởi vậy mới nói là tại sao nó lại vậy, nhiều khi cũng không biết được vậy không? Nhiều khi cũng không biết. Sâu hai luôn, đưa mèo vô, chúng ta có hai mèo là thành ba mèo. Mèo cũng mang là một hiệu ứng khá ngon của team siêu đẻ giai đoạn này, mèo 3, quên mèo 2. Mèo 3 con mèo sâu luôn, quá tốt rồi, từ từ nha. Vậy cứ thoải mái đi, cứ mèo cứ để im đây cũng được, tại mèo mang lại sát thương chuẩn mà. Giờ nó đâu cần phải đi với team nào đâu bạn. Giờ nó đâu cần phải đi với team nào đâu, nó đi team nào cũng được, tại sao nó là sát thương chuẩn. Chẳng có cái team nào trừ kháng phép cả, cũng chẳng có cái team nào mà cái này kia cho nó phù hợp với nó, con team nào nó cũng phù hợp với sao. Trang bị của nó bây giờ nó đã một mình một cõi à, sát thương chuẩn là bây giờ không có trang bị tăng thêm, sát thương chuẩn là hoàn toàn không có trang bị tăng thêm nha. Bạn thấy có cái trang bị nào tăng sát thương chuẩn chưa? Chưa có nha, chỉ tăng sát thương phép hoặc sát thương vật lý thôi. À, rất là ngầu cái chỗ đó. Bây giờ mình bán hai con visa đi trống chỗ rồi, nó đi siêu đẻ mà mình nuôi nhiều thứ quá, cho nên là bây giờ mình hơi 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 đông, hơi đông chút xíu. Ai chà, để con này vô cái đã, khóa lại bắt con nhện quan trọng, con nhện quan trọng liền chứ đâu là. Ôi eo cái mẹ gì, tao đi siêu đẻ mày đi eo mày làm gì tao. Tao đi siêu đẻ mày làm đi eo mày làm gì tao, thằng này cũng nuôi rui nè, trời ơi, mèo chụp đó thấy không, mình nói rồi mèo để im cho nó khỏi cần đồ đạc con mẹ gì đó. Mèo nói tao khỏi cần đồ với đứa, để im đây tao chụp là đủ lấy tiền à. Tao chụp là đủ lấy tiền à, khỏi cần đồ. Đồ đạc cái gì, đồ cũng đâu có tăng chứ bất cứ thứ gì đâu bạn, nghiệt ngã. Nếu mà dư đồ á, thì đưa vào cho nó trống chỗ thôi, chứ thật ra là cũng chẳng cần phải đưa 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 đưa, đồ cho mèo. Nếu có hồi mana tốt, hồi mana tốt chứ còn không thôi. Còn nếu mà đưa thì đưa thôi, cũng không có nhầm nhò, không nhầm nhò. Trời, Canon Granny được đấy nè. Ấy nhầm 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 con, ôi xíu nó thua, xíu nó mất chuỗi, đang có chuỗi nè đó. Nếu như đồ vậy đi thì thôi dư đồ cho, còn không thì chút xíu nữa mình ép cái khác. Ok nè, mỗi lần thắng mà bạn thấy đông như vậy thì bạn nghĩ đi nè, đó thắng nó đông như vậy nè, đó toàn mười mấy 20 máu không à. Ôi đẩy tôi này đúng kiểu đẩy tôi này khóc thét luôn á. Đã thằng đi siêu đẻ rồi mà nó còn xanh nữa thì thôi luôn, mà nghiệp chướng. Nghiệp chướng. Ây da, lại bò cạp à, khá nhờ. Từ nha, để xoay. Ý da, sao rạc laser, mình bán Canon đi, mình mua sao rạc vô. Tại sao mình nói rồi, con sao rạc này nếu mà chút nữa mình đưa cái trứng mẹ cho nó thì bạn sẽ thấy cứng cứ ngắc lên đó luôn mà. Nó để cái trứng mẹ vô thì bạn sẽ thấy nó đứng cứng ngắc trên đó luôn, khỏi bề bàn. Để con này vô, lấy hai block mua con này vô. Tự nhiên bây giờ đi một mèo, bây giờ con mèo để trong đây hơi phế vật nè, chuẩn bị thay con mèo đi thôi, hoặc là sao phải có con nào đó để nhân đôi thì mới bỏ mèo vậy chứ. Ý chà, trang bị cũng ác đấy chứ, thằng này bà gì khó chịu vậy, trâu dữ vậy. Warrior có thuyền trưởng hải quân có này kia luôn, quá được nha. Quá được luôn, nhưng mà sau đẻ được lắm, sau đẻ rất tốt. Mình đã nói rồi, bạn cứ để chút xíu sau nó thấy vậy chứ nó gây nhiều đam hơn. Sau nó thấy vậy chứ nó gây nhiều đam hơn. Nó rẻ 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 vậy chứ mà đam to vậy đấy luôn á.
phun một cái nào cái đấy lụm cái chổi, trời đất ơi, thank you. Thank you. Ui, kiếm hồn nữa, mèo nữa, Venom nữa, con nào cũng phải mua hết. Mua cả ba luôn cũng được nữa. À, mua cả ba luôn cũng được, nhưng mà giờ chỗ đâu để mới là vấn đề nè. Venom này rất tốt nè, win. À. Từ từ nha, bán hết mấy con rui đi, tại vì rui bây giờ mình có hai con lên 3 sao rồi. À, từ từ nha, win. Từ từ bình tĩnh, để cái này vô cái đã đó. Trách nhiệm phải không, trách nhiệm là phải lấy con đó lên. Ôi ôi, cái này bạn thấy không, cứ vậy không vô y như vậy thôi nè. Có đây giờ nó đẻ ra một đống nữa thì đúng kiểu là đó là hai con đó nè. Xong rồi hồi thời gian hồi chiêu của cây hai bạn nhìn thấy không, mượt vải đái luôn nè, đẻ thêm hai con nè, một đống nữa nè, trời đất ơi. Mà cái này là chưa có trứng mẹ đó nha, nếu mà có trứng mẹ nó còn kinh khủng nữa đó. Này chắc phải 13 máu, 14 máu gì đó, 27 máu. Trời ơi, tôi đánh giá sai lầm cái việc là cái sức mạnh của đội hình của tôi rồi. Một phát đi nhiêu đó máu thì bạn nghĩ 27 máu thì chỉ có 4 lượt như vậy thôi là xong. Trời đất coi bài, vô địch thiên hạ mẹ rồi còn cái gì nữa bạn. Bây giờ đưa vô nè, bây giờ đưa vô giày đi. Đó, từ từ nha. Bây giờ mình lấy con unicorn ra, mình bỏ con bò cạp vô thì chúng ta sẽ có 9, nhưng mà chúng ta có 11 con. Đó, con unicorn nó vậy chứ. Ok. Nào, nhanh lên đây ơi. Ok, tội trưởng ma pháp. Rớt đồ cái đách mẹ gì đấy trời. Rồi, cái trứng mẹ 4 Manchester cái 1 luôn bạn ơi. Rồi 4 Manchester cái 1 luôn, quá dữ rồi, quá dữ rồi. 4 Manchester, và nếu mà cái trứng mẹ này cho con nào cầm á thì những con Manchester, bạn biết cái cách hoạt động của Manchester rồi đúng không? Cái những con Manchester mà nó triệu hồi ra đó thì nó sẽ có tỷ lệ ra con cây, con nào cầm cái này. Nếu như bạn đưa cái trứng mẹ này cho một con 5 tiền 2 sao của bạn, à, thì có thể Inchester nó giết được, nó bị chết á, nó sẽ triệu hồi ra chín con 5 tiền đó. À, như vậy khá căng đấy nha bồ. Mình nó thật sự không phải giỡn chơi đâu nha. Đó, thấy chưa? Nè bây giờ là mình có hai bò cạp nè, hai mèo nữa là nhiêu? 9 rồi, chúng ta có 11 con. Hai bò cạp hai, cái bộ hai bò cạp hai này, bò cạp hai này chết, hình như cái bóng chết vẫn triệu hồi vậy phải. Theo mình nghĩ là vậy, không biết bây giờ mình test thử coi như thế nào. Tại vì nói chung cũng lâu rồi, không có đi không có đi cái đội hình này, chứ cũng không biết nè, để coi nó chết nó có triệu hồi không. Và hình như là có thì phải, không nhớ, không thấy rõ nữa. Đâu rồi ta? Ok, thua nè. What the fuck? Trời ơi, kẻ gạt giò. Mẹ bài phép ơi, mày giết tao đi. Trời biết vậy nãy mày đi bài phép này, mình lên cái vực thẳm sớm rồi. Lấy cái vực thẳm này mình gom đội hình lại như vậy thì đủ mày chơi tao được. Trời đất ơi, tao chơi mày tới chết luôn rồi. Từ từ nha, mua cái này trước tiên để cho con này biết đâu đi được Kira. À, biết đâu đi được Kira cũng tốt, đi Kira cũng tốt. Con cây này triệu hồi thì nó sẽ nhanh, nó sẽ trâu hơn, nó sẽ triệu hồi lâu hơn. Mà đúng kiểu đi siêu đẻ đẩy một phát mấy kia bốc hơi trơn luôn mà. Bây giờ nó còn cặp nữa này, bây giờ Venom 2 một cái để vô cái thành 12 con luôn rồi xong. Gõ bên kia thì chỉ nước mà điên thôi. Trời nè, coi nè, cái này mà không 20 máu mình lại cho hồi 26 máu. Kiểu như mà 20 mấy máu là đơn giản với nó bạn không? Kiểu giống như nó đơn giản á. Xoay qua xoay lại là có nè, bây giờ mình kiếm hồn 2 nè. Thích thì mình để con kiếm hồn 2 vô, mình đưa cái trứng mẹ cho kiếm hồn đi. Là mấy con Inchester này chết á, có thể triệu hồi để kiếm hồn nữa luôn. Thôi bán mẹ con linh hồn sáng rồi đi.
Linh Hồn Ánh Sáng ra bài phế quải mà tức không ra cái bài gì hết, mà lại cho Linh Hồn Ánh Sáng làm cái gì, trong khi tao cần thiết những cái đội hình khác mà lại không cho. Ôi đây rồi, Sarah Glazer, rồi có mèo nữa nha, mèo ba, mèo ba cũng rất có lý. Mèo ba bây giờ đang là mèo đang là trụ cột của đội hình mình, nằm tại sao nó nằm ở vị trí là nó nhân hai cái màu cạp lên nè, nhân hai cái màu cạp lên. Ôi da, ôi da, ôi da, được quá nha, được quá nha, được quá nha, ôi trời, ôi trời ơi, cái này rồi xong. Ủa, lại đánh với bóng nè, 22 máu nè bạn thấy không, trung bình cơ bản là hai mấy máu thôi. Mình không cần phải nói gì nhiều phải không, có cái cơ bản là để con này vô cũng được rồi. Triệu hồi ra, lại triệu hồi thêm được chút nữa, thêm có thêm triệu hồi là thấy tốt rồi. Chứ bây giờ con cây 2 tiền này chút xíu mình cũng phải lấy ra thôi, mình để một con 5 tiền vô, con 5 tiền là con gì thôi, bây giờ mình đang tìm thôi. Kiếm hồn cũng ngon hoặc sa rạc cũng ngon, mà mình lại muốn sa rạc hơn tại mình muốn nhìn thấy cái hồi máu của nó, muốn nhìn thấy cái hồi máu khi mà nó cầm cái bản gì ta, Kira, cái cầm cái Kira vô để cho nó hồi thử, cho nó hồi phao phần trăm đó thì cái máu của con sao rạc nó sẽ như thế nào. Còn cái Insector thì có thể để cho con cây 2 nó cầm vậy cũng được rồi, tại vì mấy con bò cạp mà chết nó có thể triệu hồi ra một con cây 3 nữa thì cũng được, đẻ cho đẻ, đẻ trong đẻ luôn bạn. Thôn 3. Ok, trời, cũng cứng lắm á chứ bộ, giỡn hả? 20 máu nữa mà, 20 máu nữa mà bạn, kiểu đúng kiểu là vô cứ 20 làm tới thôi. Bòn hớ vải nè, đó để vô vậy nè, ngon là tại sao? Triệu hồi Insector đó, nó dựa vào cái số tiền của con mà nó còn sống. Cho nên là còn sống mà là Venomancer 4 tiền nó sẽ ngon hơn con bò cạp nhiều. Tại sao mình để hai con bò cạp vô đây? Tại mình kích hoạt cái nội tại Civet của mèo thôi. Hai con Venom này cũng thể thành một cái bóng, mà cái bóng này hình như cũng triệu hồi nữa. Thấy chưa? Trời đất ơi, thông minh lên bạn đó. Bây giờ nè, 10 nhưng mà mình có 13 con nè, vô ngay lập tức mình có 13 con luôn, 10 nhưng mà mình có 13 con, thấy ghê không? Level 13 trong truyền thuyết ở đây chứ đâu, nè đó 13 con nè, để coi cái bóng chết nó có triệu hồi không. Bây giờ vậy sao cái bóng nó chết được không biết luôn á. Sâu qua, what the hell is it, chuyện gì nhỉ? Ui, what the Kira. Oh, khoan, từ từ, tao đang điều tra cái bóng mà mày lên vậy chi? Thí dụ lên làm gì bạn? Lên thì mình cũng có 13 con thôi. Lên rồi mình cũng có 13 con thôi, tại hai con Venom này nó cũng giống mà. Hai Venom 2 nó cũng giống mà, để hai con này nó chết cho nó lẹ. Đưa hết đồ con này qua, chắc chắn rồi. Đưa hết đồ qua. Đúng rồi. À, đúng rồi, xong rồi lấy đưa qua đây để cho nó kích hoạt cái này. Kira là chắc rồi, ok, dư một món chết rồi. Đưa cái bậc thẩm qua, cái bậc thẩm không cần thiết lắm. Bậc thẩm không cần thiết lắm, cái trống cũng không cần thiết, nhưng mà cái trống chút xíu nữa mình có hút máu á, mình làm thành cái tù bà thì nó ngon đó. Là bạn coi nè, bây giờ mấy con Insector mà giết được con nào là có thể là triệu hồi ra được Sarac Ranger luôn rồi đó. À, cái bóng nó không triệu hồi bạn ơi. Cái bóng nó không triệu hồi nha, nhưng mà nó đông hơn, siêu đẻ nó đau hơn. Vậy đi đó nè, đây giờ mày bao nhiêu máu nè, coi nè, đẻ ra thêm nữa nè. Ủa, con Sarac Ranger đứng ở hoài với đúng kiểu rồi mà phóng kiểu gọi là văn nghệ vậy đấy, mà đi 21 máu. Ok anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình, nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi chào mọi người. Cảm ơn anh em đã đăng ký hội viên kênh mình và những bạn đã sử dụng cái link donate để ủng hộ mình trong thời gian vừa qua nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Take a body's high.